này quá kỳ quái. Ra bên trong rộng hơn bên ngoài 1.5 mét, đôi lúc dựa người vào tường sẽ biến mất. Ngoài trời rõ ràng đang nắng, nhưng từ trong nhà nhìn ra lại là mưa to. Hôm nay là ngày thứ ba Theo vào ở căn nhà này. Ba người trước Theo đưa vợ và con gái. Chuyện đến đây, căn nhà rất rộng, chỉ là có quá nhiều cửa, cứ như một cái mê cung lòng vòng. 10 giờ tối, họ chuẩn bị đi ngủ. Người vợ đợi Theo tắt điện đi ngủ. Ai ngờ căn nhà nhiều đèn quá, tắt hết cái này đến cái khác. Khi Theo tắt hết số đèn trong nhà, quay lại phòng ngủ, thì chiếc đèn sau lưng tự động sáng lên. Khi Theo quay lại, vợ ông ấy đã ngủ say. Chưa gì đã ngủ rồi à? Theo có chút thất vọng. Ông ấy nằm lên giường chuẩn bị đi ngủ. Đồng hồ khi đó chỉ 3 giờ sáng. Vậy là tắt đèn hết 5 tiếng lận hả? Bảo sao mà cô vợ đã ngủ rồi. Trước khi Theo làm việc ở ngân hàng, ông ấy mới về hưu, có tiền có sắc, đúng kiểu con gái thích còn gì. Mê quá. Nhưng hàng xóm không thích ông ấy lắm, vậy nên họ mới chuyển đến đây. Tại sao mọi người đều ghét bố vậy ạ? Susanna giải thích với con gái. Cuộc hôn nhân đầu của Theo tan vỡ không phải vì họ ly hôn, mà là quá kỳ quái. Ra bên trong rộng hơn bên ngoài 1.5 mét, đôi lúc dựa người vào tường sẽ biến mất. Ngoài trời rõ ràng đang nắng, nhưng từ trong nhà nhìn ra lại là mưa to. Hôm nay là ngày thứ ba Theo vào ở căn nhà này. Ba người trước Theo đưa vợ và con gái. Chuyện đến đây, căn nhà rất rộng, chỉ là có quá nhiều cửa, cứ như một cái mê cung lòng vòng. 10 giờ tối, họ chuẩn bị đi ngủ. Người vợ đợi Theo tắt điện đi ngủ. Ai ngờ căn nhà nhiều đèn quá, tắt hết cái này đến cái khác. Khi Theo tắt hết số đèn trong nhà, quay lại phòng ngủ, thì chiếc đèn sau lưng tự động sáng lên. Khi Theo quay lại, vợ ông ấy đã ngủ say. Chưa gì đã ngủ rồi à? Theo có chút thất vọng. Ông ấy nằm lên giường chuẩn bị đi ngủ. Đồng hồ khi đó chỉ 3 giờ sáng. Vậy là tắt đèn hết 5 tiếng lận hả? Bảo sao mà cô vợ đã ngủ rồi. Trước khi Theo làm việc ở ngân hàng, ông ấy mới về hưu, có tiền có sắc, đúng kiểu con gái thích còn gì. Mê quá. Nhưng hàng xóm không thích ông ấy lắm, vậy nên họ mới chuyển đến đây. Tại sao mọi người đều ghét bố vậy ạ? Susanna giải thích với con gái. Cuộc hôn nhân đầu của Theo tan vỡ không phải vì họ ly hôn, mà là quá kỳ quái. Ra bên trong rộng hơn bên ngoài 1.5 mét, đôi lúc dựa người vào tường sẽ biến mất. Ngoài trời rõ ràng đang nắng, nhưng từ trong nhà nhìn ra lại là mưa to. Hôm nay là ngày thứ ba Theo vào ở căn nhà này. Ba người trước Theo đưa vợ và con gái. Chuyện đến đây, căn nhà rất rộng, chỉ là có quá nhiều cửa, cứ như một cái mê cung lòng vòng. 10 giờ tối, họ chuẩn bị đi ngủ. Người vợ đợi Theo tắt điện đi ngủ. Ai ngờ căn nhà nhiều đèn quá, tắt hết cái này đến cái khác. Khi Theo tắt hết số đèn trong nhà, quay lại phòng ngủ, thì chiếc đèn sau lưng tự động sáng lên. Khi Theo quay lại, vợ ông ấy đã ngủ say. Chưa gì đã ngủ rồi à? Theo có chút thất vọng. Ông ấy nằm lên giường chuẩn bị đi ngủ. Đồng hồ khi đó chỉ 3 giờ sáng. Vậy là tắt đèn hết 5 tiếng lận hả? Bảo sao mà cô vợ đã ngủ rồi. Trước khi Theo làm việc ở ngân hàng, ông ấy mới về hưu, có tiền có sắc, đúng kiểu con gái thích còn gì. Mê quá. Nhưng hàng xóm không thích ông ấy lắm, vậy nên họ mới chuyển đến đây. Tại sao mọi người đều ghét bố vậy ạ? Susanna giải thích với con gái. Cuộc hôn nhân đầu của Theo tan vỡ không phải vì họ ly hôn, mà là quá kỳ quái. Ra bên trong rộng hơn bên ngoài 1.5 mét, đôi lúc dựa người vào tường sẽ biến mất. Ngoài trời rõ ràng đang nắng, nhưng từ trong nhà nhìn ra lại là mưa to. Hôm nay là ngày thứ ba Theo vào ở căn nhà này. Ba người trước Theo đưa vợ và con gái. Chuyện đến đây, căn nhà rất rộng, chỉ là có quá nhiều cửa, cứ như một cái mê cung lòng vòng. 10 giờ tối, họ chuẩn bị đi ngủ. Người vợ đợi Theo tắt điện đi ngủ. Ai ngờ căn nhà nhiều đèn quá, tắt hết cái này đến cái khác. Khi Theo tắt hết số đèn trong nhà, quay lại phòng ngủ, thì chiếc đèn sau lưng tự động sáng lên. Khi Theo quay lại, vợ ông ấy đã ngủ say. Chưa gì đã ngủ rồi à? Theo có chút thất vọng. Ông ấy nằm lên giường chuẩn bị đi ngủ. Đồng hồ khi đó chỉ 3 giờ sáng. Vậy là tắt đèn hết 5 tiếng lận hả? Bảo sao mà cô vợ đã ngủ rồi. Trước khi Theo làm việc ở ngân hàng, ông ấy mới về hưu, có tiền có sắc, đúng kiểu con gái thích còn gì. Mê quá. Nhưng hàng xóm không thích ông ấy lắm, vậy nên họ mới chuyển đến đây. Tại sao mọi người đều ghét bố vậy ạ? Susanna giải thích với con gái. Cuộc hôn nhân đầu của Theo tan vỡ không phải vì họ ly hôn, mà là